Ngày 12 tháng 6 năm 1938, Brazil và tiếp khách chạm trán nhau trong trận tứ kết World Cup 1938 tại Bordeaux, Pháp. Trận đấu này sau đó được nhiều người gọi với cái tên Đại chiến Bordeaux bởi hai đội thi đấu với nhau chẳng khác gì một cuộc chiến sử dụng toàn vũ lực. Gãy tay, gãy chân hay tổn thương bụng là những chấn thương khủng khiếp mà các cầu thủ tiếp khách phải nhận ở trận đấu này. Và dĩ nhiên, các cầu thủ Brazil cũng phải nhận về những án phạt thích đáng. Machado và Zezé Procopio của Brazil nhận hai thẻ đỏ trực tiếp dưới sân cho những pha phạm lỗi thô bạo của mình, khiến ngôi sao số 1 của tiếp khách khi đó là Odric Nejedli gãy chân trái và đội trưởng František Planica gãy tay phải. Về phía tiếp khách, họ cũng có một cầu thủ bị đuổi khỏi sân là Jean Riha. Trận đấu đầy bạo lực này kết thúc với tỷ số 1-1. Theo thể thức của World Cup khi đó, trận tứ kết được tổ chức đá lại và Brazil đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Với sự thiếu hụt lực lượng sau trận tứ kết, cũng như việc các cầu thủ bị xuống sức sau hai trận đấu căng thẳng, Brazil đã để thua Ý ở trận bán kết diễn ra sau đó. Ý cũng là đội lên ngôi vô địch ở World Cup 1938, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương sau lần đầu vô địch vào năm 1934.